Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật tin tức thể thao cùng biên tập viên Quốc Hiếu. Xin chào anh Quốc Hiếu ạ. Vâng, buổi tối ngày hôm qua thì mọi sự chú ý đều hướng tới trận tứ kết Cúp U23 châu Á, trong đó có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Kết quả thì chúng ta đã rõ rồi, thế nhưng mà trong trận đấu thì cũng rất nhiều những điểm sáng phải không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi. Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta mặc dù không có được một chiến thắng, thế nhưng các cầu thủ cũng đã có một chiến thắng trong lòng người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu rất là quả cảm cũng như là những sự nỗ lực rất là đáng khen, đáng ghi nhận của mình. Vâng, thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị khán giả nhìn những hình ảnh ở phía sau lưng tôi thì hẳn là ai không theo dõi trận đấu vào đêm qua sẽ nghĩ rằng đây là một trò chơi vận động vui của U23 Việt Nam với Nhâm Mạnh Dũng thử sức trong vai trò thủ môn. Thế nhưng không đâu ạ, đây thực sự là những gì đã diễn ra trong cuộc đọ sức tại tứ kết với U23 Ả Rập Xê Út. Trong một ngày mà hàng công không có quá nhiều cơ hội rõ rệt thì tiền đạo 22 tuổi được rút xuống để đóng thế cho thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ. Và với những mô tả sơ lược như vậy về diễn biến thì hẳn nhiều người cũng đã có thể hình dung ra kết quả của cuộc đối đầu này là như thế nào. Huấn luyện viên Gong Okyun như thường lệ lại đưa ra những lựa chọn bất ngờ về mặt nhân sự. Ông cũng khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi để U23 Việt Nam tấn công phủ đầu đối thủ. Sự nhập cuộc chủ động đó đã giúp U23 Việt Nam có một khởi đầu rất ấn tượng. Trong đó tiền đạo Lê Minh Bình đã khiến xà ngang đối thủ rung lên sau một cú đá uy lực từ ngoài vòng cấm. Đang có thế trận tốt, U23 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua sau một tình huống thiếu tập trung. Hàng thủ của chúng ta đã không đủ quyết liệt để ngăn cản pha băng xuống của An Habi trước khi cầu thủ này dứt điểm chéo góc hạ gục Quan Văn Chuẩn. Thế trận này buộc huấn luyện viên Go Okyun phải đưa ra những sự thay đổi. U23 Việt Nam dâng cao đội hình trong hiệp 2 và cũng phải chấp nhận rủi ro từ những tình huống phản công của đối thủ. Từ một pha bóng như vậy, tiền đạo Firas Abrikan đã có pha đánh đầu dễ dàng sau đường căng ngang của đồng đội để ghi bàn thắng thứ hai. Thế trận lại càng thêm khó cho U23 Việt Nam khi thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản cơ hội ghi bàn của đối thủ. Không còn quyền thay người, U23 Việt Nam buộc phải sử dụng Nhâm Mạnh Dũng như là thủ thành bất đắc dĩ. Cầu thủ này đã có những pha bắt bóng khá chính xác trong những phút cuối trận. Còn trên hàng công, dù nỗ lực dâng cao, nhưng U23 Việt Nam cũng không thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về U23 Ả Rập Xê Út và đội bóng này đã giành tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết Cúp bóng đá U23 châu Á 2022. Vâng, một trận đấu trước đối thủ vượt trội rõ ràng đã mang về cho các cầu thủ trẻ của chúng ta thêm những bài học quý báu, đặc biệt là về kinh nghiệm xử lý những pha bóng nhạy cảm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là huấn luyện viên Gong Okyun và học trò của mình đã chia sẻ gì sau khi trận đấu kết thúc. Chúc mừng U23 Ả Rập Xê Út đã vào bán kết. Tôi mới chỉ trải qua 17 ngày chuẩn bị cho giải đấu này cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Tôi cảm kích các cầu thủ rất nhiều. Tôi xin lỗi vì đội tuyển U23 Việt Nam đã không có màn trình diễn tốt trước U23 Ả Rập Xê Út. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ quên đi giải đấu này và thể hiện tốt hơn trong tương lai. Khi U23 Ả Rập Xê Út dẫn trước, tôi dặn các cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng chơi tốt và tất cả đều đã chiến đấu hết mình. Em cảm thấy khá là tiếc nuối vì mình chưa thể có tung ra cú sút tốt hơn mà ghi bàn giúp đội. Em cảm thấy và trong những trận đấu vừa qua toàn đội đã cố gắng thực hiện và thi đấu hết sức khả năng của mình và đúng với những gì mà ban huấn luyện và đội bóng đã đề ra. Vâng, quên đi giải đấu này, đó có lẽ là nhiệm vụ khó nhất mà huấn luyện viên Gong Okyun giao cho các cầu thủ, bởi các học trò của ông đã có một hành trình rất đáng nhớ dù từng có thời điểm bị nghi ngờ về trình độ. Và người đã tạo nên sự thay đổi chỉ trong vỏn vẹn có 17 ngày đó, không ai khác ngoài huấn luyện viên Gong Okyun. Với một phong cách có đôi chút tinh quái thì không ai chắc là nhà cầm quân người Hàn Quốc đang quan sát điều gì sau lớp kính đen. Chỉ biết rằng là ông đã nhìn thấy rõ tố chất của từng cá nhân và phát huy nó ở những thời điểm thích hợp nhất. Sau thành công với tấm huy chương vàng SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo để chào đón một nhà cầm quân mới là ông Gong Okyun, cũng đến từ Hàn Quốc. Thế nhưng khác với người tiền nhiệm, vị chiến lược gia 48 tuổi này đã mang tới một diện mạo đầy phóng khoáng và hiện đại cho các cầu thủ trẻ của chúng ta. Thay vì lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, huấn luyện viên Gong Okyun khuyến khích các học trò dâng cao tấn công và mạnh dạn thể hiện bản thân. Huấn luyện viên Gong Okyun cũng cho thấy sự linh hoạt khi sử dụng 3 đội hình cùng sơ đồ chiến thuật khác nhau chỉ sau 3 trận vòng bảng. Kết quả là U23 Việt Nam có được 5 điểm, qua đó trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết và cũng là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên bất bại sau vòng bảng của giải đấu này.
Chiến thuật bóng đá của tôi là tất cả cầu thủ cùng chạy, tất cả cùng hoạt động. Tôi nghĩ không có vấn đề gì về thể lực khi thực hiện lối chơi pressing này. Tôi thấy đây là lối chơi phù hợp với tất cả cầu thủ và các cầu thủ đã làm rất tốt thứ bóng đá mà tôi muốn mang đến. Không chỉ vận dụng tốt mọi yếu tố từ các cá nhân, một giá trị to lớn khác mà huấn luyện viên Gomo Kyun mang tới cho U23 Việt Nam chính là một tâm lý không hề e sợ. Bầu không khí thoải mái trước cuộc so tài với U23 Hàn Quốc hay trận đấu buộc phải thắng gặp U23 Malaysia là những nét đầy tươi mới để mở ra hy vọng về một thế hệ giàu bản lĩnh của bóng đá Việt Nam. Rõ ràng, với một quỹ thời gian rất ngắn để làm quen các học trò, những gì huấn luyện viên Gomo Kyun đã mang tới thực sự đáng ghi nhận. Và những gì đã tích lũy được tại Uzbekistan sẽ là cách để bản thân ông cũng như các học trò hoàn thiện hơn nữa trước khi mang tới những thành công mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Và một màu sắc mới của huấn luyện viên cũng như là những kinh nghiệm mà các cầu thủ của chúng ta đã rút ra được từ giải đấu này, hy vọng là sẽ mang tới những thành công tiếp theo trong những hành trình tiếp theo, phải không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi. Với một đội bóng trẻ thì bên cạnh những giá trị đã thể hiện được thì điều quan trọng là những giá trị mà các cầu thủ sẽ thu nhận được, và đó sẽ là điều mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi trước khi đội tuyển U23 Việt Nam bước tới một giải đấu tiếp theo, đó là SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia vào năm sau. Và xin cảm ơn anh Quốc Hiếu với những tin tức thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Thank you.